À, về cái phần Keyword Planner của Google thì chúng ta có những cái chức năng tốt hơn. Các bạn vào trong cái mở cái tài khoản adwords.google.com ra và các bạn vào trong phần công cụ. Các bạn vào trong phần lập kế hoạch và chọn công cụ lập kế hoạch từ khóa. Sau đó các bạn nhấp vào cái ô là tìm từ khóa. Đấy, và mình sẽ gọi là chữ keyword chính của mình là antivirus. Ok. Bắt đầu. Rồi, sau khi lên thì sẽ có những cái ý tưởng, những cái keyword và chúng ta sẽ tìm ra những cái keyword mà có cái độ cạnh tranh vừa nhưng cái tỷ lệ tìm kiếm hàng tháng lại cao ha. Rồi, ok các những cái từ keyword này là lỗi thời rồi các bạn ạ. Mình có thể là sử dụng cái keyword này. Đây. Chúng ta sẽ sao chép cái keyword này. Qua đây ha. Keyword này nó trong về keyword này. Và trong phần này chúng ta sẽ có một cái check đó là số lần tìm kiếm trung bình vào hàng tháng. Ok. Thì cái phần số lần tìm kiếm của hàng tháng này mình sẽ copy cái thông số này qua đây. Rồi. Antivirus. Một cái từ này thôi. Chúng ta sẽ sao chép qua bên này. Ok. Và mình sẽ copy cái thông số này ha, sao chép. Antivirus app là cái cuộc này nữa, sao chép Ctrl V, sao chép. Ok. Những cái keyword, những cái từ Avast là antivirus thì đây là một cái thương hiệu của họ ha. Thương hiệu cộng với một cái từ nào đó thì chúng ta không nên sử dụng cái từ đó ha. Sao chép. Đấy. Đó, đây là một cái cột của cái keyword được nghiên cứu chất nhất với những cái thông số lượt tìm kiếm mỗi tháng. Từ cái tool đó là Keyword Planner của Google. Còn phần này đó là phần để mà suggestion những cái từ keyword gợi ý để chúng ta tìm hiểu mà thôi.
Thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong và những cái chúng ta tìm ra những cái research nghiên cứu những cái top keyword này và những cái thông số này, thì chúng ta sử dụng những cái keyword này để đưa vào trong cái phần descriptive hoặc là cái phần title.